Trong video lần này, flycamera.vn sẽ giới thiệu cho các bạn cách Spark đáp xuống lòng bàn tay của bạn. Bạn đứng phía trước cách Spark khoảng 1.5m, đặt lòng bàn tay của bạn bên dưới cách Spark 0.5m và chờ trong 2 giây. Khi Spark nhận diện được có người đứng phía trước và lòng bàn tay đặt phía dưới, Spark sẽ tự động hạ cánh. Hãy giữ lòng bàn tay của bạn hướng lên và không di chuyển. Sau khi Spark đã đáp xuống lòng bàn tay của bạn, motor sẽ dừng quay. Những vấn đề sau đây có thể ảnh hưởng đến ghi nhận cử chỉ tay. Nếu bạn đứng hai bên hông máy bay, Spark sẽ không thể ghi nhận cử chỉ và hạ cánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.